Em mà này. Xin chào cả nhà. Thôi nói đi, xin chào cả nhà. Giỏi quá, cười. Cả nhà biết em nói gì không? Em nói con cười cho video của mẹ, mẹ mua máy bay cho con nha. Phải ý con là vậy không? Trời ơi trời. Con đứa con à. Trời ơi, nó cười trên cái một cái video mà đòi mua cái máy bay đồ chơi đó, cả nhà chịu nổi không? Trời ơi chịu nổi quá, trả giá vậy sao trả giá? Hả? Con đáp. Cho anh đáp. Ý em hỏi là mẹ đồng ý không? Ai hứa nào? Ai hứa nào? Hả? Thôi thôi trời, có vụ trả giá nữa trời, mới 3 tuổi mấy bắt đầu biết trả giá mua đồ chơi nữa kìa, chịu nổi không trời. Nè con nói lại coi, con nói sao? Con nói con cười. Rồi mẹ mua máy bay cho hả? Trời đất ơi, còn máy bay trực thăng con làm cái gì? Hôm trước là đi mua, thì là ba em mua chạy máy bay trực thăng, cái em ngó tới máy bay sẵn rồi cả nhà. Cái đi về em chơi máy bay trực thăng chán, cái em bắt đầu nhớ tới máy bay, cái em nói mua con máy bay mẹ. Trời ơi, em nói làm ơn đi mẹ. Trời làm ơn nữa hả? À ha. Cả nhà ơi, hôm nay thì hai mẹ con thì chuẩn bị ra vườn để mà đi săn. Tính nói săn bắt hái lượm. Có con gì đâu săn, bà đặt nó săn bắt bà Hiền ơi. Với lại bà Hiền nó cũng có dám săn con gì đâu. Đây cả nhà ơi, cái sorry này hôm nay. Trời ơi, không chỉ có bông cả nhà, mà bắt đầu thấy trái nhiều. Đây cả nhà nhìn thấy không? Trái nè. Trái nè. Đó. Cho nên Hiền sẽ hái vài trái ăn cả nhà ơi. Thì chờ vài bữa khi mà nó ra nhiều. Ôi trời, chùm đó hai trái kìa cả nhà. Chờ vài bữa khi mà nó ra nhiều thì Hiền sẽ bắt đầu để mấy trái để mà ăn chín nữa. Giống như Hiền có nói với cả nhà trên nhiều video là Hiền thích ăn cải chín và sống luôn. Cái nào cũng thấy nó ngon riêng. Hồi ngày xưa cái lúc mà còn đi học á, cái Hiền với bạn Hiền hay mua cái chỗ đó ở gần nhà, họ bán sri chín và sri sống, ăn đều ngon hết. Đây cả nhà, đây nữa nè. Ủa cả nhà thấy không? Ủa mà Hiền thấy cái giống này thì nó cũng khá là nhiều trái á, trái nó ra cái dạng như sao ta, mỗi cái ngách đều có hết cả nhà ha. Qua cái cây sri gì nhìn mà ham dữ vậy không biết. Hồi đó giờ lần đầu trong đời thì mới trồng sri nha cả nhà, lần đầu trong đời bà Hiền mới trồng sri. Cây này trồng bao lâu Hiền cũng không nhớ luôn, cũng thời gian á chứ cũng không nhanh được. Cây này nè, đây mà sao cái gốc bên đây thì nó chưa ra nhiều nhiều bông lắm. Hiền xem có mấy trái nào lú ra cái Hiền hái hết. Đây nè, một cái trái mà Hiền bịch lại để lỡ mà bị ong ruồi nó chích á, Hiền bịch lại để mấy trái nó chín đó cả nhà. Đây gốc bên đây cũng bắt đầu ra hoa rồi nè. Đó, cả nhà thấy không? À. Ôi, trời trời héo rồi. Wow. Nước cái đó đó rồi. Trời cả nhà. Bởi vì sari là một cái cây mà rất là bất ngờ. Nhầm khi không thấy gì hết, cái tự nhiên xuống cái thấy trái vậy nè. Cả nhà thấy không? Chùm nó mấy trái kìa. Đây nè cả nhà thấy không? Tự nhiên không thấy gì hết trơn. Cái đi vô đây cái thấy toàn là mấy trái không nè. Trời ơi đã sợ. Bất ngờ thiệt. Đó. Thì mấy cái trái đó Hiền sẽ để lại chờ nó chín thử xem sao ha. Vài bữa nữa là nhiều lắm á cả nhà. Nó đang rộ lên nhiều lắm nè. Trời ơi, những cái cây trong vườn nhà Hiền thật là đáng yêu. Sẵn đây Hiền cũng muốn thăm thử mấy cái cà thân gỗ xem có trái chín không. Ui trái này cả nhà, cái này thấy cũng êm mà nè. À, mấy trái này chưa có mềm. Mấy trái này cũng chưa được, cũng còn cứng cả nhà. Đây mấy trái này Hiền đoán chắc cũng còn cứng cả nhà ơi. Hiền rờ cũng còn cứng, rờ chủ yếu rờ mấy trái đỏ đỏ đây này. Cái này cũng mềm mềm mà nè, ăn cũng được rồi. Wow, thêm được trái. Rồi đó giờ chờ cho nó chín nữa ha cả nhà ha. Vài bữa nữa nó chín ăn nó sẽ ngon hơn. Hiền chỉ hái khi nào mà nó đã mềm á. Có nồi hái ổi hả?
quả nó xuống, giờ là phải có ổi cho em á cả nhà. À, giờ hai mẹ con sẽ chuẩn bị xuống để xem cây ổi này ra sao cả nhà ha. Giờ hai mẹ con sẽ chuẩn bị hái ổi cả nhà ơi, theo cầu của em bé Quỳnh. Thì bây giờ Hiền sẽ đi khám từ từ. Chưa được, chưa được. Trái này, ui trái này sai cũng ok nè, vừa vừa. Cái ổi nhà Hiền là nó không có to ha, nó vừa vừa. Ôi trời chết rồi. Chết rồi, sao có trái này ở bên ngoài mà Hiền không hề hay biết luôn nè. Rồi, ở bên ngoài như là tiêu rồi. Để xem có lỗ không cả nhà. Chín rồi nè. Sao hên sao không thấy lỗ gì hết trơn mà nó cứng nè. Ui, hên rồi cả nhà, hên hên. Ô có đôi lúc mình cũng phải hên chứ trời. Có đôi lúc những con ong ruồi đó nó cũng phải là như kiểu là làm ngơ vài trái cho bả đi, tội nghiệp. Có nhận có dòi nha. cái tội nha con. Cái đó ok không sao. Nhưng mà cái trái đó mẹ không có bịch cho nên con có ăn này con nhớ coi chừng có dòi nha. Cẩn thận á. Trời ơi, hồi nãy Hiền đi xuống, Hiền với em đi xuống em đòi Hiền ẵm. Mà cả nhà biết không? Cái này trời mưa á, nó trơn á, đi cái trợt con cái muốn chết luôn nha. Trời mà còn ẵm con nữa mới ghê chứ. Thì chịu không nổi. Ngon không? Ui không sao cả nhà ơi. Không sao kìa. Bởi vì á, cái ổi mà nó bị dòi đục thì cả nhà rờ vô là biết liền à. Nó mèo mèo à. Còn cái ổi mà không bị dòi đục thì rờ vô cứ ngắt. Ôi trái này mai mốt cũng sai ok nè cả nhà. Sai vừa vừa. Ui. Cái nhìn nè. Sau đợt này cái mấy trái này bắt đầu bự lên nè. Thấy? Có ăn hả? Hay hả? Chín ngon quá mà. Rồi chơi nữa. Để Hiền đi chơi thêm cả nhà. Đây đây. Đều còn nhỏ. Ở trên đây. Ôi. Cưng quá à. Rải rác ra thêm được cái bông nữa kìa, đó là thêm trái cho bà Hiền nữa rồi đó. Trời ơi, sao không ra được vài chùm mà có con cái vậy cưng? Ra thì ra được vài chùm thôi cưng ơi. Chùm này hai trái này là hôm trước thì nhớ là cái phần kia nó còn hơi xanh nè. Phía sau nó còn hơi xanh đó cả nhà. Cho nên Hiền sẽ để thêm mấy cái trái đó đi. Còn cái chùm này. Chùm này để hôm nay khám vô đây ha. Với cái chùm này nữa nè cả nhà. Chùm này thì dám cũng có thêm. Đây. Để Hiền đi thăm trước. Đây nè, cả nhà thấy không? Sẵn đây Hiền cũng giải thích là có bạn hỏi là tại sao Hiền hái mà Hiền không hái hết. Thì cả nhà cũng có thể thấy nè. Đây, xanh lè. Chín. Rồi xong cũng có những trái gì xanh lè. Rồi có những trái nhỏ xíu à. Mình hái thì mình cũng phải đợi chín cả nhà ăn nó mới ngon. Tại vì ở bên Úc là ổi mắc tiền lắm. Bên Việt Nam mình thì rẻ, nhưng mà ở bên Úc là 15 đô một ký á cả nhà. Cho nên đối với Hiền nó khá quý. Cho nên Hiền chờ nó chín á, rồi Hiền mới hái ăn cho nó ngon. Ôi. Đó, cả nhà thấy không? Như một chùm gì nè, cũng có trái chín, rồi có trái chưa chín. Chứ đâu phải là nó chín, nó không có chín cùng lúc. Hiền nghĩ có loại cây ăn trái thì nó sẽ chín cùng lúc. Nhưng mà Hiền nghĩ nó chín thì nó cũng không phải là hết đâu. Nó cùng một lúc vậy nó được mấy trái vậy đó. Yeah. Đây nè, hái ổi nè. Đây nè, cả nhà trái này cũng được rồi nè. Mình sẽ hái trái này xong mà lấy cái bịch này nè để xài cho trái khác. Thật ra trái này cũng được, nhưng mà vẫn có thể để thêm được. Tại vì Hiền biết ổi này nó chuyển màu rất là trắng. Này con cầm mẹ baby. Đó, em cắn trái kia xong giờ các em chuẩn bị cắn thêm trái này. Có ăn luôn hả? Trời ơi, Hiền hái mấy trái ổi vô là trái nào cũng có lỗ hết. Con này không biết kêu con gì giờ nữa cả nhà. Người ta trồng vườn thì có chuột rồi nó phá. Con này con gì cả nhà, bình luận Hiền biết chứ. Em bé éo quột là con gì cả nhà ơi. Con thỏ ha, bé con thỏ đi. Bên đây có con trái nữa nè cả nhà. Và Hiền tin chắc là đối với những bạn ở xa xứ thì đa số là đều thấy ổi mít. Những cái loại trái cây Việt Nam là quý đối với tụi mình. Những bạn ở xa xứ thì đều biết là nó quý lắm á cả nhà. Đây, mình sẽ mấy trái gì nè cả nhà, bảo đảm chín rồi nè. Nghe thấy không, cái mèo gì là chắc chắn rồi nè.
gì là ngon nhất luôn á. Mấy trái này nè, chấm muối là hết sảy. Thường thường mà Hiền hái mà Hiền đem cho bạn ăn thử á, thì Hiền sẽ hái những cái trái cực kỳ sáng gì nè, là nó ngon nhất. Để Hiền coi xuống đây. Bỏ cái bao vô đây, bỏ trái vô đây. Trời ơi, bất ngờ quá cả nhà. Cây ổi của Hiền vẫn còn đang cố gắng cho thêm Hiền bông nè. Trời ơi, thương cây ổi dễ sợ luôn coi nè. Tưởng đâu hết mùa rồi. Ôi ơi, vẫn còn cố gắng cho thêm bông nè ta ơi. Trời đất ơi. Không sao không thương. Đây cả nhà nhìn thấy không? Đây nè, trời ơi, vẫn còn cố gắng cho thêm bông nè. Wow, tuyệt vời luôn. Đây trời mưa thì Hiền thấy họ làm cái hàng rào ở dưới lại rồi. Mà cái hàng rào này Hiền thấy có cũng như không á cả nhà. Tại vì cái cọng thép nó nhỏ xíu mà mấy con bò này nó chỉ cần nó dẫm lên cái một à. Một bầy bò nè. Ngon mà con, trái nó không có bị gì đâu, đừng kiếm cớ giùm mẹ. Em nói con thấy có lỗ đâu, trái nó là người ta là ngon lành, không có lỗ gì hết nha. Đây nè, mai mốt Hiền rút kinh nghiệm á, mấy cái nhánh ở dưới thấp này Hiền sẽ cắt đi. Để cho nó ra nhánh trái ở trên thì nó sẽ tiện hơn. Đây cũng được 3 trái cả nhà. Hả? Em này em có thói quen thì cực kỳ lạ luôn á. Em ăn không xong mà em cứ dời qua trái khác hoài. Đây nè cả nhà, ở đây Hiền thấy có cái trái này cũng được nè. Cho nên Hiền sẽ mở ra thử. Nguyên cái bao này hình như chùm có trái này một á. Cái bao thì chà bá hả? Mà chùm có một trái là gầu ghê chứ trời. Sẵn tiễn luôn đi. Cái bao xài việc khác. Tối ngày mấy út cứ hỏi Hiền cho con đi máy bay đi mẹ. Hiền nói ừ, chờ đi con. Chừng nữa mình đi. Đây là cả nhà nhìn nè. Nhánh này Hiền thấy chưa, cho ra bông. Đây. Úi chà. Ui, trái này cũng được nè cả nhà. Vẫn còn để thêm được nhưng mà gì ăn cũng được rồi. Đây Hiền thấy cũng còn nữa nè. Ui cái chùm này quá trời nè cả nhà. Mỗi chùm này thử khám nha. Trời nó đang mưa lâm râm, em quýt đầu đi vô thì sẽ hái coi coi còn không. Ui trái này ngon quá cả nhà nè. Ui còn trái này bé xí mà đã chín rồi nè. Đó cả nhà thấy không, mèo ngon nha. À, mấy trái này trái này to ha, cái này cũng được rồi nè. Hái luôn không ta, hái luôn hay để dành cả nhà? Trái đó để dành thì vẫn còn chín được. Hai trái này thì chưa chín nè. Hôm nay cũng được vài trái rồi, chắc Hiền để dành trái đó quá cả nhà ơi. Hôm nay hái sơ sơ thì cũng được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trái ổi. Trái này Hiền thấy cũng được rồi nè. Hái luôn đi, nhìn thấy cũng ok. Trái này to ha cả nhà ha. Đây. Wow. Em út em đang đứng đó chờ mẹ. Wow. Ok được rồi nè cả nhà. Đây cả nhà thấy không, đây mình để thêm vẫn được nhưng mà ăn giờ thì cũng được luôn. Đây trái này ngon, thấy trái này vừa tay nè, nó bự so với cái cây của Hiền. Hôm nay là hái 8 trái ổi nhà ơi. Thôi hôm nay thì hai mẹ con của Hiền xin kết thúc cái video thu hoạch này ở đây. Hẹn gặp lại cả nhà phim sau ngày mai. Cảm ơn cả nhà luôn ủng hộ gia đình Hiền. Cùng cả nhà sẽ like, sẽ chia sẻ lên kênh để ủng hộ tụi mình. Bye 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 mà. Bye bye cả nhà. Cả nhà. Giờ em đi tung tăng rồi cả nhà. Tự do.